Hôm nay chúng mình sẽ cùng unbox 3 chiếc váy xinh đẹp như thế này nhá. Mình thấy chất lượng cũng ok mà giá hạt rẻ nên lên vội cho mọi người tham khảo nè. Váy kẻ đầu tiên này thì sẽ có hai kiểu mặc. Thứ nhất là mặc thành kiểu váy hai dây, thứ hai là mặc thành kiểu váy cúp. Bởi vì cái phần dây có thể tháo rời ra được. Váy này tuy chỉ có một lớp thôi nhưng mình thấy trông cũng khá là xinh. Mọi người mặc đúng size hoặc tăng lên một size nhá. Thứ hai là một chiếc váy dây denim với phần dây có thể tùy chỉnh được. Bạn này thì chỉ có một lớp thôi và chất liệu khá là mỏng. Chiếc này thì hơn 100k một xíu thôi nhưng mà áp cái voucher như cái hướng dẫn của mình trên màn hình mọi người ơi, thì mình chắc chắn là nó sẽ còn rẻ hơn nữa. Chân váy cuối cùng là chiếc mà mình thích nhất, nó cũng rẻ nhất mọi người ạ, rẻ kiểu không ngờ ấy. Chất liệu vải một lớp, form xòe rộng, mình mặc đúng size nhưng phần eo thì vẫn hơi rộng một chút nhưng mà nói chung là cái form đẹp, được 10 điểm. Cái vibe của mùa thu Hàn Quốc nhỉ. Merry Christmas everybody. I hate that I remember. I wish I could forget what you did last December. You left my heart on me. For your words, how could you do it?